được sự cho phép của đảng ủy ban nhân dân phường tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, cùng với hai câu lạc bộ nữ sinh của hai đơn vị vợ xã Thủ Đức và phường Thị Trấn Đốc cùng giao lưu với các câu lạc bộ của phường. Tôi xin gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể các tổ các anh chị em đại biểu của hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện tâm thể theo như pháp luật hiện đại. Họ người công chúng bao nhiêu cách đây 10 năm đã thành lập một câu lạc bộ nữ sinh duy trì đến nay và thành lập thêm hai câu lạc bộ ở hai khu phố Ngọc Tam và Ngọc Tâm. Như vậy hàng ngày có trên 100 hội viên của người cao tuổi tham gia tập luyện thể dục thể thao với nhiều môn khác nhau. Mong rằng phong trào này được nhân lên nhiều hơn nữa để người cao tuổi chúng tôi có sức khỏe dẻo dai, hạn chế bất được một số bệnh tật của người cao tuổi, góp phần vào sự phát triển chung trong phong trào thể dục thể thao của phường. Tôi xin bố khai mạc buổi lễ sáng nay. Đêm xuống, tháng thở van cùng thần,
Hết sắt sẽ tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương sương sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi.
Lời